Là tôi đi, là Ra Kiếp. Thật tốt khi gặp cậu ở đây. Tôi mang đến những thứ mà ông yêu cầu đi. Đợi một chút. Đi. Về cái này nữa. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trong thời gian này. Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Nhưng ông nên rời khỏi đi. Nếu như ai đó nhìn thấy chúng ta ở đây thì ông sẽ gặp nguy đó. Cậu đi trước đi. Nhưng hãy nhớ cẩn thận đó. Vâng thưa ông. Cậu ở đâu? Mày đi đâu vậy đi? Mày nghĩ gì? Cảnh sát đang truy lùng mày khắp mọi nơi ở thành phố này. Vậy mà mày vẫn thong dong đi vào phố như vậy sao? Mày có biết một phát đạn thôi là mày đã tiêu đời được không? Cảnh sát đã có lệnh bắn mày. Tao thật sự ngưỡng mộ sự yêu đời của mày đó. Bớt nói lại đi Virat, tao là chuyên gia đối đầu với những rắc rối. Vậy tao đã từng đối mặt với mày, với những rắc rối còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng tao vẫn tồn tại. Được. Vậy thì để xem. Hôm nay ai sẽ sống và ai sẽ chết. Được thôi. Vậy để xem ai sẽ chết. Cứ để hắn chạy. Tôi tính hắn chạy như vậy. Hắn là chùa và chúng ta là mèo. Nhìn hoàn cảnh của hắn xem. Chúng ta sẽ dồn hắn vào con đường cùng. Này, mày bị mù sao? Tôi khát nước. Đưa tôi chai nước. Mày muốn uống nước sao? Hắn chính là người ở trong bản tin. Hắn ta là kẻ sát nhân. Gọi cảnh sát đi. Gọi cho cảnh sát nhanh lên. Bắt hắn lại. Tất cả các cậu phải cảnh giác. Không được để ai vào đây. Một số người ở đây và một số người ra cổng sau. Được chứ? Vâng thưa ông. Các anh ra cổng chính, còn lại ra phía sau. Ai đó? Tôi đã hỏi là ai? Những tiếng động này. Những tiếng động này ở đâu? Nó phát ra từ căn phòng này. Nhưng ai ở bên trong? Phòng này có mùi hôi quá. Có vẻ như có thứ gì đó đang thối rữa.
Thứ ba, chuyện gì đang xảy ra? Bà có bị làm sao không? Tôi vừa định uống nước, nhưng tôi lại cảm thấy chóng mặt quá. Ôi thứ ba, bà có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi luôn ở đây để phục vụ bà mà. Từ từ thôi, đứng dậy. Bà từ từ thôi, coi chừng giẫm vào mảnh da đó. Cẩn thận. Bà có bị đau không? Chân của bà chắc chắn bị thương rồi. Bà có bị đau lắm không? Màn riết vết thương bên ngoài của chúng ta có thể lành lại, nhưng nỗi đau mất đi con của tôi thì sẽ không bao giờ biến mất. Mỗi giây mỗi phút đó tôi đều cảm thấy vì con trai của tôi vẫn còn ở bên tôi. Bà ơi, bà đã nói gì vậy? Nếu con trai tôi phải trở nên như vậy thì tà rằng ông trời cứ trừng phạt tôi đi. Ít nhất tôi không phải chứng kiến ngày hôm nay. Bà ơi, tôi ổn. Cô ra ngoài đi. Nhưng thứ ba, tôi đã nói với cô rồi, hãy ra ngoài đi. Ra ngoài, tôi muốn được cầu nguyện một mình. Tôi sẽ đến phòng thờ, và đó là nơi duy nhất khiến tôi bình yên. Nơi duy nhất có thể mang lại sức mạnh tinh thần cho tôi. Dừng lại. Cậu là ai? Cậu đi đâu giờ về này? Ông Ahimani bảo với tôi rằng hãy đến phòng thờ để kiểm tra. Tôi đang đến đó để kiểm tra. Được rồi, cậu đi đi. Mani, tôi thấy cậu không được khỏe lắm. Cậu nên uống thuốc, đừng lây bệnh cảm cho những người xung quanh cậu. Dừng. Đừng chạm vào bàn thờ của tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu đó của cậu. Không có chỗ cho một tội nhân như cậu trong căn phòng này. Đừng chạm vào tôi. Tôi không cần. Một kẻ giết người, một kẻ bị truy nã là con của tôi. Tôi là một người mẹ vô cùng bất hạnh khi không nhận ra khuôn mặt thật của con trai mình trong suốt ngần ấy năm. Và cậu, đáng ra lúc này cậu nên bị bắt giữ rồi mới đúng. Cậu đến đây làm gì chứ? Có thể cậu không cần tuân theo pháp luật, nhưng tôi thì có. Tôi sẽ không trốn tránh nghi vụ của mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Mẹ, xin mẹ đừng nói như vậy chứ. Con vô tội mà. Tất cả những lời buộc tội đó đều nhằm vào con. Tất cả đều là dối trá. Con đồng ý rằng con đã phạm một sai lầm, nhưng con không hề giết bất kỳ ai. Cậu có thể thề trên đầu mẹ. Đây là một âm mưu chống lại con. Đầu tiên, tất cả tiền bạc, nhà máy, công việc kinh doanh của con, họ đã tước đoạt đi tất cả điều đó. Và bây giờ họ đang cố buộc tụi con là kẻ sát nhân. Nhưng con không quan tâm thế giới này đang nghĩ gì về con. Nhưng mẹ là tất cả đối với con. Mẹ? Mẹ của ai đi? Ai là mẹ của cậu? Bây giờ mối quan hệ giữa cậu và tôi đã kết thúc rồi. Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai. Tôi chỉ biết rằng cậu là người nói dối, kẻ luôn lừa dối mẹ của mình. Cậu luôn đưa ra những lời hứa hão huyền với mẹ của mình. Nhưng cậu đã quên rằng một ngày nào đó tất cả những sự thật này sẽ bị bại lộ. Và bây giờ nó đang bị bại lộ trước mặt của tôi. Vì vậy cậu nên nhận trừng phạt của mình. Cậu nghĩ gì chứ? Tôi sẽ tha thứ cho tất cả những tội lỗi mà cậu đã gây ra với người khác hay sao? Không bao giờ. Vậy nên cậu đáng phải nhận được trừng phạt cho những hành động của mình. T
Tất cả bảo vệ đâu rồi? Kêu quái gì đi? Bảo vệ? Bảo vệ đâu? Mẹ, đối với con, mẹ là tất cả của con. Dù thế giới này có nghĩa gì vậy con? Nhưng xin mẹ hãy tin tưởng vào con trai của mình. Làm ơn đi mẹ. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Tôi phải gọi để báo cảnh sát. Cậu cần phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Một vệ sĩ đã bị tấn công và cướp mất đồng phục. Mọi người có thấy một vệ sĩ nào đó vào trong căn nhà này không? Đợi một chút. Ahimadil, lúc nãy cậu có cử một bảo vệ đến phòng thờ của mẹ tôi không? Chỉ mới lúc nãy thôi. Mẹ, nói cho cậu biết đi, con phải làm gì đây? Để mẹ có thể tin tưởng hả con? Con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khiến cho mẹ tin tưởng con. Thưa bà mở cửa ra. Có điếp ở bên trong không? Có thể điếp đã đột nhập vào đây. Chúng tôi cần phải kiểm tra. Làm ơn hãy trả lời tôi đi. Mẹ ơi, chỉ cần mẹ tin tưởng con một lần này thôi, con sẽ giải quyết tất cả những kẻ lừa dối đó. Những kẻ đã cố gắng chia cắt mẹ con của mình. Điếp, cậu còn gây ra bao nhiêu vụ giết người nữa đi. Cậu không thấy xấu hổ cho những điều đó hay sao? Đúng, điếp đang ở bên trong. Hãy gọi cho cảnh sát. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Con là con trai của mẹ đó. Tôi thà rằng không có một đứa con trai nào hết, còn hơn là một kẻ sát nhân như cậu. Mẹ ơi, làm ơn, xin hãy tin con đi. Có rất nhiều bí mật đằng sau tất cả những chuyện này. Anh nhớ hãy cho con một cơ hội để con có thể kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Sau đó mẹ có thể đưa ra quyết định. Muốn con chết cũng được. Con sẽ kể cho mẹ tất cả sự thật đằng sau. Cậu đã nói sự thật gì chứ? Cậu đã muốn nói với tôi tất cả những sự thật mà cậu đang giấu đằng sau tôi hay sao đi? Giờ ngôi nhà này, cách vài ngày lại có một vụ án mạng xảy ra. Và những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà này, và bí mật đằng sau đó chính là cậu hay không? Mọi người ở đây đều đang nói dối. Và kẻ nói dối lớn nhất chính là con trai của tôi. Kẻ mà ai cũng biết là một kẻ sát nhân sao? Vì Rác đừng đến gần tôi. Hôm nay sẽ không có ai có thể tách tôi ra khỏi mẹ của tôi được hết. Đừng nói nhảm nữa. Mày tự tin rất thông minh phải không? Hãy nhìn xem tình trạng của mày đi. Tao cảm thấy thương hại cho tình trạng bây giờ của mày đó. Mày đã có được mọi thứ bằng cách lừa dối. Mày đã đối xử với tao còn tệ hơn cả con chó. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Và bây giờ mày chẳng còn gì hết. Vì Rác không cần phải thương hại tôi đâu. Mọi thứ anh có trong ngôi nhà này, tất cả đều là nhờ tôi. Nếu không anh đã nằm trong phòng giam đó rồi. Tự tay tôi đã kiếm tất cả tài sản này, địa vị này, danh tiếng này, tất cả bằng sự chăm chỉ của tôi. Thật sao đi? Tất cả những thứ này đều do anh kiếm được sao? Theo trí nhớ của tôi, mẹ tôi đã đón anh từ ngoài đường trở về và đưa anh vào căn nhà đi. Tiền bạc, danh vọng, địa vị đều là do mẹ tôi ban tặng cho anh. Sau khi anh kết hôn với tôi, anh chẳng làm nên được cái gì. Tôi đã yêu anh rất nhiều. Nhưng anh đã làm gì cho tôi đây? Tôi đã chiến đấu với gia đình mình, chống lại anh trai của tôi, đấu tranh với mẹ của tôi. Và tôi chiến đấu với Aruhi vì anh. Nhưng anh đã làm gì chứ? Anh đã luôn lợi dụng tôi. Anh chưa bao giờ cho tôi một vị trí trong tim của anh và trong cuộc đời của anh. Nói thật đó đi, anh chỉ là một kẻ rác rưởi mà mẹ tôi đã đưa vào nhà này. Rác rưởi thì chỉ thích hợp nằm ở ngoài đường thôi. Và tôi đang đưa anh về đúng vị trí của mình đó. Tôi không biết tại sao lúc trước tôi lại có thể yêu một người như anh.
cô ta mất trí rồi. Chúng ta nên đưa cô ta vào trại tâm thần. Biến khỏi nhà của tôi. Điếc, dừng lại. Ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Anh sẽ sớm bị tống khỏi ngôi nhà này. Giờ hôm nay tôi đã chứng kiến được điều đó. Chính mẹ của anh đã tống cô anh ra khỏi đây. Mẹ ơi, xin hãy tin con đi. Con không hề phạm tội. À hi mà điêu, ném tịch sáng dừng. Có khuôn mặt giống con trai của tôi. Ra khỏi nhà của tôi ngay. Hãy ném cậu ta ra khỏi đây. Tôi không có một đứa con trai như vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, xin hãy tin con đi. Điếp, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Anh không nhận ra em sao? Điếp, chúng ta đã kết hôn mà. Anh đã hứa chúng ta sẽ chung sống với nhau đến chết. Mày đã quên là tao thuê mày vào đây để làm vệ sĩ cho tao sao? Vậy mà mày lại ném tao ra khỏi nhà của tao. Tôi không quên điều gì hết. Chỉ có mình anh đã quên thôi. Anh đã nói với tôi chỉ được nghe theo lệnh của bà chủ thôi. Vậy bây giờ bà ấy đang muốn tôi tống cô anh ra khỏi ngôi nhà này. Mẹ, mẹ xin hãy nghe con đi. Làm ơn chỉ lắng nghe con một lần thôi. Mối quan hệ giữa mẹ và con không thể nào bị tan vỡ như vậy được. Làm ơn hãy lắng nghe con giải thích đi. Đủ rồi. Con trai của tôi sớm đã chết rồi. Hãy ra khỏi đi. Giờ đừng bao giờ quay lại. Đừng để tôi thấy khuôn mặt của cậu nữa. Đi, đây là hình phạt đáng sợ nhất cho tội lỗi của anh. Bảo vệ, kéo hắn ta đi và ném hắn ta ra khỏi nhà này. Hắn chỉ thích hợp ở bên ngoài thôi. Làm ơn đi mẹ. Làm ơn. Mẹ ơi, hãy tin con. Cháu gái cháu đã mất đứa trẻ rồi. Con của tôi. Anh đã cứ mất đi đứa con của tôi. Hôm nay anh phải trả giá cho mối thù đó. Và bây giờ chính là lúc công lý được thực hiện. Chàng trai này ở đâu ra vậy? Hình như anh ta đã say xỉn tối qua. Anh thấy sao đi? Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ sớm cho anh đến mùi bụi bặm của đường phố sao? Chẳng phải anh đã rất tự hào về số tài sản, về danh tiếng của anh sao? Về nhìn xem, hôm nay niềm kiêu hãnh của anh đã tan tành thành nhiều mảnh vỡ. Anh đang khát sao? Anh muốn uống nước không? Anh đang cảm thấy rất tồi tệ phải không?
nhưng tôi lại cảm thấy rất tốt. Tôi đã vô cùng chờ đợi ngày hôm nay. Anh đã chơi đùa và lấy đi mọi thứ trong cuộc đời của tôi. Hôm nay cuộc sống của anh đang trở thành một trò chơi cho người khác. Anh đã cướp đi mọi thứ từ tôi. Hôm nay tôi cũng đã cướp đi mọi thứ từ anh. Vậy là quê. Anh có cần giúp đỡ gì không? Hãy giữ lấy cái này, rất hữu ích trong lúc khó khăn. Aruhi, cô nghĩ cô thắng rồi sao? Có lẽ là cô không biết rằng chính cô đã chọn lấy cái chết khi đẩy tôi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Hãy cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra với cô chỉ trong 6 tiếng đồng hồ nữa thôi. Đó là 6 tiếng hoàng kim đối với cuộc đời của cô. Và cũng là thời gian cuối cùng để cô ghi nhớ nó trong suốt cuộc đời của cô. Thời gian cuối cùng của cô, 6 tiếng đồng hồ thôi.